Wind tua bin gió độc đáo của Catchic Technologies. Trong thế giới đang không ngừng tìm kiếm các nguồn năng lượng sạch, Catchic Technologies, một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Glasgow, Scotland, đã phát triển một công nghệ đột phá, Wind Panel. Không giống như tua bin gió truyền thống, Wind Panel của họ không sử dụng cơ chế quay mà thay vào đó là các cánh aerofoil dao động. Sự đổi mới này cho phép thu năng lượng từ gió ở mức độ gió thấp và gió giật, một tính năng đặc biệt quan trọng trong môi trường đô thị. Công nghệ Wind Panel đã chứng tỏ hiệu suất ấn tượng trong giai đoạn thử nghiệm Alpha, được xác nhận bởi Đại học Strathclyde. Trong quá trình thử nghiệm, mẫu thử đã vượt qua kỳ vọng khi sản xuất trung bình 41,1 W ở tốc độ gió chỉ 10,2 m trên giây. Và trong một chu kỳ thử nghiệm, nó thậm chí sản xuất tới 68,58 W, vượt xa mức tối đa dự đoán. Điều này chứng tỏ khả năng hoạt động ổn định của Wind Panel và tiềm năng của nó trong việc tạo ra năng lượng tái tạo. Điểm đặc biệt của wind panel là cấu trúc gồm nhiều đường ống dẫn chứa các cánh aerofoil độc lập, chuyển đổi năng lượng động của gió thành dao động cơ học để tạo ra điện. Cơ chế này cho phép thu năng lượng trong các khoảng nhỏ, phản ứng nhanh với sự thay đổi của gió, đặc biệt hữu ích trong môi trường đô thị nơi gió thay đổi nhanh chóng và thất thường. Các wind panels có thể dễ dàng lắp đặt trên các cấu trúc hiện có, khu vực mới phát triển, mở rộng khả năng ứng dụng của chúng từ khu vực đô thị tới nông thôn. Một trong những đặc điểm nổi bật của wind panel là khả năng chuyển đổi năng lượng một cách hiệu quả. Theo ước tính, chỉ với một km của các panel bên đường, công nghệ này có thể sạc cho 80.000 xe Tesla 90 kW hoặc cung cấp điện cho 760 hộ gia đình mỗi năm. Wind panel đã chứng tỏ tiềm năng của nó trong việc cải thiện cấu trúc năng lượng đô thị. Trong giai đoạn tiếp theo, công nghệ sẽ được kiểm thử tại đường hầm gió Đại học Strathclyde, nơi mô phỏng một loạt điều kiện môi trường khác nhau. Việc này nhằm nâng cao hiệu suất của wind panel là bước quan trọng trên hành trình đưa sản phẩm tới thị trường. Vijay Matlani, CEO của Kachik Technologies, đã nhấn mạnh rằng việc kiểm thử này sẽ chứng minh tiềm năng của wind panel trong việc làm thay đổi cách thức sản xuất năng lượng gió. Kế hoạch của Kachik Technologies đang hướng tới việc thương mại hóa công nghệ này trong các giai đoạn tiếp theo của dự án. Các panel được thiết kế để có thể triển khai nhanh chóng, với chi phí ban đầu thấp và kích thước nhỏ, làm tăng khả năng tiếp cận của công nghệ này. Steve Nesbitt từ MTC và Cameron Johnstone từ Đại học Strathclyde đã đưa ra những lời nhận xét tích cực về tiềm năng của Windpanel. Basso, đại diện của công ty, khẳng định mục tiêu của họ là trở thành một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực đưa công nghệ sạch và sáng tạo ra thị trường. Kachik Technologies không chỉ cung cấp một giải pháp năng lượng mới mà còn mở ra một tương lai hứa hẹn cho ngành năng lượng tái tạo.